Hello các bạn, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với series Fiber, Go Fiber của FuzzyDev. Video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục nói về cái việc routing trong Fiber nó như thế nào. Routing. Đây là những cái ví dụ về Go Fiber routing. Thì mình sẽ bắt đầu làm cái demo này trong cái code của mình luôn ha. Ok. Đầu tiên là mình sẽ có một cái API gọi là cũng là get luôn đi đó, đúng không? Rồi nhưng mà ở đây mình sẽ có là để coi nào, mình sẽ có là cái param ở đây. Ví dụ như mình muốn cái param của nó là name, nghĩa là mình trong cái này mình sẽ khi mà cái API đưa vào cái tên thì mình sẽ trả về cái tên đó, ví dụ vậy ha. Ok, mình sẽ trả về cái tên. Rồi ok, vậy thì name sẽ bằng là sẽ chấm param là name, và mình send cái name về. Nghĩa là ở đây mình define trong cái API của mình truyền lên một cái query param là tên là name ha. Thì cái name này có thể là em sẽ đi get gì đó thì nó đều trả về cái name nó cho là ok, dễ hiểu đúng không? Rồi nhưng mà mình ghé cách define cái kiểu như thế này ha. Kiểu anonymous này define nhìn rất là khó chịu nên mình sẽ define cách khác. Mình sẽ define cái function nó tên là handler name ha. Rồi trả về cái error và mình ở đây mình sẽ có cái xử lý này. Ok. Ok. Và đây mình thay nó bằng cái handler name. Rồi, nhìn code nó gọn gàng hơn hẳn đó các bạn. Để như thế này nhìn nó rối rối thì sao? Không thích. Ok. Rồi ok, run. Rồi. Sau khi mình đã run cái lên được rồi, nó chạy rồi đúng không? Thì bây giờ mình sẽ thử nghiệm, mình chạy test thử. Rồi, khi mà test thử thì các bạn quan trọng nhất là phải thành thầm khấn vái. Nani? Cái code mình nó chạy, ví dụ như ABC. Rồi, thành tâm cho các bạn. Bây giờ nó trả về ABC là đúng nè. Rồi, ok. Hình quá ông bà độ. Code một lần chạy được luôn. Đây là mình đã làm được nè, đúng không? Ví dụ như giờ gọi chữ phân CDS thì nó trả về chữ phân CDS nè, đúng không? Code club nè đó, thì nó trả về chữ code club nè đó, ngon lành đúng không? Đấy thì đó là cái cách mà mình đưa cái param lên trên cái đường dẫn. Nghĩa là hai chấm nem này là giống như cái bat param vậy đó ha. Thì mình ngoài ra mình cũng có thể là làm thêm như thế này, ví dụ như get nè, rồi name nè, rồi suyệt nè, rồi year nè, đúng không? Rồi ok, mình sẽ tạo tiếp một cái handler đúng không? Ok, name and year. Rồi ok, name nè, year nè. Ok. Rồi. Name nè cộng với year. Đó. Rồi, ok. Ở đây handler mình sẽ là handler name and year.
đúng không ta? À, ác nghe nó hay bị ai hay khủng. Rồi ok, rồi chạy lại, rồi tiếp tục thử. Ok, thành tâm nha. 1999 nè. Mốt ok, ngon. 2100. Mốt ok, lại ngon. Rồi. Rồi, ngoài ra là mình sẽ tiếp tục mình coi đất của mình coi cái routing này nó có gì hay ho thêm nữa hay không ha. Rồi, nó có thể có gạch ngang phơm tu. Ok. Này cũng bình thường thôi, không có gì. Rồi. Đây, có cái này hay nè. Ví dụ như ai với ai xuyệt sao đó. Thì cái sao này nó có thể là cái xuyên gì đó. À, thật ra thì nó cũng giống như ba đam trên thôi, không có gì hết, tại vì đã chữ ai thì bây giờ thành là sao đó. Nó giống như là quay ha. Đó thì bây giờ ví dụ như là app nè, chấm get nè, giờ xuyệt API xuyệt sao đó. Cái này kêu là gì ta, function handle l handler quái cạc đúng không? Ok, thì param nó sẽ bằng mà thay vì cái chỗ này nó sẽ là dấu sao và mình return về string param à, xong thấy chưa. Ở đây cái function của mình sẽ là handler quay cạnh. Ok rồi, các bạn thắc mắc mà code suggest của mình là xài cái tool gì mà nó hiện ra code tùm lum như vậy á, thì mình đang sử dụng cái plugin là tab này nha, tab này hay tab này à, mình cài extension nó vô là tự động suggest code cho các bạn luôn, xịn xịn sò luôn, sử dụng AI đàng hoàng nha. Rồi ok, rồi chạy lại nè. Ok thì bây giờ thay vì các bạn là phải để hai chấm param đúng không, thì bây giờ mình này nó dễ dấu sao, sao nghĩa là cái giống gì cũng được. Ok xuyệt API xuyệt cái gì cũng được. Ok, API cái gì cũng được. Ghê chưa, các bạn thấy ghê chưa? API Z à, lại về dịch rồi. Ok rồi, đó là những cái có vẻ hay ho của cái phần routine này, đó là get API ha. Thì ngoài ra mình ok tạm thời nó chỉ có nhiêu đây thôi, thấy như đây thôi ha. Thì đó là cách mà mình handle cái get API, có truyền param lên bằng cách mình get param ra ha. Thì ở video này mình chỉ dừng ở đây, ở video tiếp theo mình sẽ giới thiệu các bạn cách mà các bạn setup một cái boss API, mình handle cái struct data, firm data chẳng hạn như vậy. Ok,
Rồi, xin chào, hẹn gặp lại.